Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Chiến trường Bakhmut đẫm máu, 680 lính Nga bị loại khỏi vòng chiến cùng với 11 chiến xa. Quân tình nguyện Georgia phục kích lính đánh thuê Wagner. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv sáng thứ Bảy 17 tháng 12, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Oleksiy Romov cho biết, các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra chung quanh Bakhmutsk, Soledar và Pihorodne. Lữ đoàn 93 cơ giới và lữ đoàn 58 biệt động là những đơn vị quân Ukraine phòng thủ thành phố Bakhmut ngay từ những ngày đầu, đã được bổ sung thêm lữ đoàn dù 71 và tiểu đoàn tình nguyện Georgia đã giải phóng được 22 khu định cư, tính từ hôm thứ Hai cho đến hôm thứ Sáu. Các báo cáo sơ khởi cho thấy, tiểu đoàn tình nguyện Georgia đã phục kích một nhóm lính đánh thuê Wagner. Cũng giống như Ukraine, Georgia đã bị Nga xâm lược vào tháng 8 năm 2008. Cuộc chiến Nga-Georgia diễn ra ở khu vực chiến lược quan trọng Nam Caucasus, được coi là cuộc chiến tranh ở Âu Châu đầu tiên vào thế kỷ 21. Tiếc là Georgia đã không nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Những gì người Nga làm ở Georgia đã được lặp lại gần như y hệt như vậy 6 năm sau đó tại Ukraine. Ở Georgia, Nga đã dựng nên cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Nam Ossetia và Cộng hòa Nhân dân Abkhazia. Ở Ukraine, Nga cũng dựng nên cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Chính vì nỗi uất hận đối với người Nga, một lực lượng lớn quân Georgia đã tham chiến với quân Ukraine tại các chiến trường nóng bỏng. Trong 24 giờ qua, 680 lính Nga bị loại khỏi vòng chiến cùng với 5 xe tăng, 6 xe thiết giáp. Chuẩn tướng Oleksiy Romov cho biết, pháo binh Ukraine cũng đã mở 5 cuộc tấn công vào các hệ thống pháo binh và phòng không của quân Nga trong khu vực Zaporizhia, loại khỏi vòng chiến 3 hệ thống pháo và 4 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt. Tính chung từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 16 tháng 12, lực lượng vũ trang Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 97.270 binh sĩ Nga, phá hủy hay tịch thu 2.980 xe tăng, 5.952 xe thiết giáp, 1.946 hệ thống pháo, 410 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 211 hệ thống phòng không, 281 máy bay, 264 máy bay trực thăng, 1.648 máy bay không người lái tác chiến, chiến thuật, 592 hỏa tiễn hành trình, 16 tàu chiến, 4.563 xe chuyển quân và nhiên liệu, và 172 đơn vị thiết bị đặc biệt. Nga cho rằng biệt kích và pháo binh Ukraine đã tấn công xuyên biên giới vào vùng Bryansk của Nga. Alexander Vasilik Bogomak, thống đốc của vùng Bryansk thuộc Nga, đã lên tiếng cáo buộc Ukraine tấn công xuyên biên giới vào thành phố Kolinsky đến 3 lần trong tuần này. Bryansk là một thành phố lớn và là thủ phủ hành chính của miền Bryansk của Nga, nằm trên sông Desna, cách thủ đô Mạc Tư Khoa 379 km về phía tây nam. Kolinsky là một thành phố ở tỉnh Bryansk, Nga, nằm trên sông Turosa, cách thủ phủ Bryansk 164 km về phía tây nam và nằm cách biên giới Ukraine khoảng 50 km. Dân số của thành phố là 63.100 người. Theo ông Bogomak, tối thứ Năm rạng sáng ngày thứ Sáu, biệt kích Ukraine đã tấn công một kho đạn trong quận Adon nằm ở phía nam thành phố Kolinsky. Ông không nêu rõ thiệt hại, nhưng giải thích rằng hành động này của quân Ukraine diễn ra sau các nỗ lực pháo kích bất thành của quân Ukraine vào địa điểm này. Theo lời ông, đêm thứ Tư, quân Ukraine đã phóng các hỏa tiễn tấn công. Hệ thống phòng không trên thị trấn Kolinsky đã được kích hoạt và tất cả các hỏa tiễn đã bị bắn hạ. Cũng theo lời ông, đây là lần thứ hai trong tuần Kolinsky trở thành mục tiêu. Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, ông tuyên bố đêm thứ Hai người Ukraine đã pháo kích vào lãnh thổ của thành phố. Bogomak cho biết, hỏa tiễn đã bị hệ thống phòng không của ta bắn hạ, nhưng các mảnh vỡ của hỏa tiễn đã gây ra các thiệt hại cho nguồn điện cung cấp cho quận Adon ở khu đô thị Kolinsky.
Video được đăng lên mạng xã hội cho thấy một camera phát trực tiếp hình ảnh đường phố trung tâm và đèn flash màu cam phát ra từ phía nam. CNN đã có thể xác định vị trí của camera phát trực tiếp từ bản đồ Google và kiểm tra chéo với video được đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, CNN đã không thể xác minh liệu các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra sự việc mất điện hay đó là do một cuộc tấn công trực tiếp. Nga tấn công cường tập vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở phía đông và nam Ukraine. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushenko cho biết các cơ sở năng lượng ở phía đông và nam Ukraine đã bị hư hại sau các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga hôm thứ Sáu. Mỹ tuyên bố mở rộng huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố mở rộng hoạt động huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine ở Âu Châu, bao gồm huấn luyện diễn tập chung và huấn luyện tác chiến vũ khí phối hợp. Huấn luyện cơ động vũ khí kết hợp là một bước hợp lý tiếp theo trong các nỗ lực đào tạo liên tục của chúng tôi bắt đầu vào năm 2014 để xây dựng năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine, thư ký báo chí Ngũ Giác Đài, tướng Pat Ryder cho biết tại một cuộc họp báo. Ryder cho biết chương trình sẽ đào tạo khoảng 500 người Ukraine mỗi tháng bắt đầu từ tháng Giêng và sẽ được tiến hành tại Đức bởi Bộ Tư lệnh Huấn luyện Quân đội số 7 của Bộ Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ tại Âu Châu và Phi Châu. Trong quá trình này chúng tôi sẽ luôn linh hoạt và thích ứng dựa trên các đối tác Ukraine và tình hình đang phát triển ở Ukraine, ông nói. Ryder cho biết ông không biết rằng cuộc huấn luyện sẽ yêu cầu triển khai thêm lực lượng Hoa Kỳ hay không. Ông nói. Chúng tôi có các lực lượng đang tiến hành huấn luyện, vì vậy theo hiểu biết của tôi, không có sự gia tăng hỗ trợ đáng kể nào. Theo Ryder, Hoa Kỳ đã cung cấp loại hình huấn luyện này cho quân đội Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga, bắt đầu từ năm 2014. Ryder nói, khi Nga xâm lược, chúng tôi đã rút các huấn luyện viên của mình khỏi Ukraine, và vì vậy đây là sự tiếp tục của hoạt động huấn luyện mà chúng tôi đã cung cấp trước đây. Ryder nói thêm rằng khóa huấn luyện sẽ bao gồm các bài tập bắn đạn thật, sau đó là huấn luyện cấp tiểu đội, trung đội và đại đội, sau đó sẽ kết thúc bằng huấn luyện cơ động cấp tiểu đoàn. Thủ tướng Smihor cho biết, Ukraine coi cuộc tấn công hôm thứ Sáu của Nga là một nỗ lực diệt chủng khác. Thủ tướng Denis Smihor coi cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào buổi sáng ngày thứ Sáu của Nga là một nỗ lực khác nhằm thực hiện hành vi diệt chủng đối với người dân Ukraine. Hôm nay, những kẻ khủng bố Nga đã nã pháo vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng ta lần thứ 9. Chúng tôi coi hoạt động khủng bố này của giới lãnh đạo Nga là một nỗ lực khác nhằm thực hiện tội ác diệt chủng đối với người dân Ukraine. Ông Smirnov phát biểu như trên tại cuộc họp của chính phủ hôm thứ Sáu. Theo ông, lực lượng phòng không Ukraine, như mọi khi, đã làm hết sức mình và ngăn chặn kẻ thù nhấn chìm đất nước vào bóng tối. 60 trong số 76 hỏa tiễn đã bị bắn hạ. Chúng tôi cảm ơn những người bảo vệ bầu trời Ukraine vì điều này, Thủ tướng nhấn mạnh. Đồng thời, Smirnov lưu ý rằng, lực lượng phòng thủ Ukraine cần nhiều vũ khí hơn và ngành năng lượng cần nhiều thiết bị hơn vì các cơ sở năng lượng, trạm biến áp cao thế và cơ sở phát điện đã bị hư hại. Một lần nữa, hệ thống điện lại thiếu trầm trọng. Và hiện tại, việc tắt máy khẩn cấp đang được áp dụng gần như trên toàn quốc, ông nói. Như đã đưa tin hôm thứ Sáu, ngày 16 tháng 12, Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn mới vào Ukraine. Do thiệt hại cho các cơ sở năng lượng, tình trạng mất điện khẩn cấp đã được áp đặt trên toàn quốc. Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko xác nhận các vụ nổ ở các quận Desnyansky, Dniprovsky và Holosinsky của thủ đô. Kharkiv hoàn toàn mất điện do hậu quả của cuộc tấn công. Một hỏa tiễn đã đánh trúng một tòa nhà dân cư ở Kryvyi Rih. Quân đội Nga bắn 21 hỏa tiễn vào thành phố và quận Zaporizhia. Sáng thứ Sáu 16 tháng 12, quân đội Nga đã bắn 21 quả hỏa tiễn vào thành phố Zaporizhia và quận Zaporizhia. Andriy Kotiev, thư ký hội đồng thành phố Zaporizhia, đã thông báo điều này trên Telegram. Sáng nay, kẻ thù quỷ quyệt đã tấn công vùng Zaporizhia theo đúng nghĩa đen trong nửa giờ. Những kẻ liều lĩnh chết tiệt
đã bắn 21 hỏa tiễn vào Zaporizhia và quận Zaporizhia. Ông viết, Kurtiv lưu ý rằng, các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đã gây ra tình trạng mất điện ở một số khu vực trong thành phố. Theo dữ liệu sơ bộ, không có ai bị thương. Theo ông, đến thời điểm hiện tại, việc cung cấp điện đã được nối lại. Kurtiv cũng cảm ơn lực lượng phòng không vì công việc khéo léo của họ. Nhờ họ mà không phải tất cả các hỏa tiễn bắn vào Zaporizhia đều đạt được mục tiêu ngày hôm nay. Như đã đưa tin, vào thứ Sáu ngày 16 tháng 12, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn lớn khác vào Ukraine, nhắm vào các cơ sở năng lượng. Tình trạng mất điện khẩn cấp đã được áp dụng trên toàn quốc. Lực lượng phòng không bắn hạ 60 trên 76 hỏa tiễn Nga. Hôm thứ Sáu 16 tháng 12, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 60 trong tổng số 76 hỏa tiễn do Nga phóng qua Ukraine. Đại tướng Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã cho biết như trên. Theo dữ liệu sơ bộ, sáng nay, từ các khu vực biển Caspi và Hắc Hải, kẻ thù đã bắn 76 hỏa tiễn, trong đó có 72 hỏa tiễn hành trình KH-101, Caliber KH-1, Caliber KH-22 và 4 hỏa tiễn không đối đất dẫn đường KH-59 trên KH-31P vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, ông nói. Theo Zaluzhny, 60 hỏa tiễn của kẻ thù đã bị phá hủy bởi hỏa lực phòng không của quân Ukraine. Khủng bố hỏa tiễn và những nỗ lực táo bạo của kẻ thù nhằm xuyên thủng hệ thống phòng không của Kyiv sẽ không buộc chúng tôi phải hạ vũ khí, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang nhấn mạnh. Предстои дебат за вота на недоверие. Ще има и гласуване. Нека да не допуснем тази фашистка измет. Унгария chấp thuận cung cấp vũ khí cho Ukraine. Vào ngày 16 tháng 12, Quốc hội Bungary đã thông qua lần đọc thứ hai và cũng là lần cuối cùng thỏa thuận giữa Bungary và Ukraine về việc cung cấp vũ khí, thiết bị và đạn dược cho Ukraine. Theo The Sofia Globe, 166 phiếu ủng hộ quyết định này, trong khi có 48 phiếu chống. Tuần trước, các nghị sĩ Bungary đã bỏ phiếu thông qua danh sách vũ khí sẽ cung cấp cho Ukraine. Chính phủ lưu ý rằng, danh sách các vũ khí không được công bố vì nó chứa thông tin về tất cả các loại vũ khí của Bulgaria. Hầu hết tất cả các nước thuộc khối Liên Xô cũ đều cung cấp viện trợ cho Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Chỉ một điều này thôi cũng đủ cho thấy cách cư xử của người Nga trong quá khứ đã để lại ấn tượng nào trong các quốc gia này. Trung đoàn Nga thực hiện video kêu gọi cung cấp thiết bị. Các chàng trai đang đóng băng. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russian regiment makes video appeal for equipment. The boys are freezing. Nghĩa là Trung đoàn Nga thực hiện video kêu gọi cung cấp thiết bị. Các chàng trai đang đóng băng. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một trung đoàn của Nga đã yêu cầu thêm thiết bị và vật tư y tế cho cuộc chiến ở Ukraine trong một video kêu gọi một cách tuyệt vọng khi cả hai bên chuẩn bị cho một cuộc chiến mùa đông khắc nghiệt. Chỉ huy của một nhóm binh sĩ được huy động từ khu vực Kemerovo của Nga đã gửi lời kêu gọi đến thống đốc khu vực Sergei Sviliev, nói rằng những binh sĩ Nga được gửi đến đây gần như trần truồng. Người chỉ huy nói, tôi là huấn luyện viên chiến đấu của Trung đoàn 247, thành phố Staropol. Tôi muốn kêu gọi thống đốc vùng Kemerovo, Sergei Yegenyevich. Những chiến binh mà bạn gửi cho chúng tôi đến Staropol Krai gần như hoàn toàn khỏa thân. Họ không có nguồn cung cấp y tế. Vật tư y tế mà họ có chỉ là một chiếc cà mềm. Người chỉ huy nói, hãy xem bất kỳ chiến binh nào ở đây. Anh ta tiếp tục chỉ về phía nhóm binh lính được huy động phía sau anh ta. Một người tiến lên vài bước đứng bên cạnh anh. Họ gần như không được bảo vệ, chỉ có hai mảnh áo giáp. Mọi thứ khác, các mặt hoàn toàn lộ ra ngoài. Họ thực tế không có gì khác, người chỉ huy nói. Không có đồ lót giữ nhiệt, các
các cậu bé đang lạnh cóng. Anh nói thêm, làm sao có thể hoàn thành mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine? Ở đó khá lạnh. Người chỉ huy kết luận, chúng tôi muốn đề nghị các đồng chí giúp đỡ, mong các đồng chí lưu ý và có biện pháp giải quyết tương ứng, chờ phản hồi từ bạn. Đoạn clip được chia sẻ bởi người dùng Twitter Dmitry, người làm việc cho War Translate, một dự án độc lập dịch tài liệu về chiến tranh sang tiếng Anh. Video đã được xem hơn 400.000 lần tại thời điểm viết bài. Nga lần đầu tiên thừa nhận có vấn đề với thiết bị dành cho các binh sĩ được huy động vào ngày 26 tháng 10. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmytro Peskov nói với các phóng viên vào thời điểm đó rằng Nga không có đủ trang thiết bị cho hàng trăm nghìn binh sĩ nhập ngũ theo sắc lệnh huy động ngày 21 tháng 9 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Peskov cho biết một hội đồng mới được thành lập do Putin thành lập đang giải quyết các vấn đề về thiết bị và chính quyền khu vực đang làm việc để cung cấp thiết bị còn thiếu. Max Begemann, Giám đốc chương trình Âu Châu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, gọi tắt là CSIS, trước đây đã nói với Newsweek rằng các vấn đề về thiết bị của phía Nga có thể sẽ đặt Ukraine vào một vị trí thuận lợi trong mùa đông này. Ông nói, những gì chúng ta đang thấy là lính nghĩa vụ Nga đang bị ném ra mặt trận. Nhiều người trong số họ có rất ít trang bị. Họ được gửi đến mà không có những nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm. Trong mùa đông, bạn cần nhiều thiết bị hơn. Bạn cần thiết bị thời tiết mùa đông. Bạn cần khả năng giữ ấm. Vì vậy, trên thực tế, nhu cầu cho lực lượng trên chiến trường tăng lên và tôi đoán là người Ukraine sẽ chuẩn bị khá tốt cho việc này, trong khi tôi không chắc lực lượng mới được huy động của Nga sẽ như thế nào. Hãng truyền thông Nga SOTA đã công bố một đoạn video vào thứ Hai cho thấy những người lính được huy động nhận quà năm mới trong những chiếc hộp có biểu tượng của Đảng nước Nga Thống nhất là đảng cầm quyền hiện nay. Một trong những hộp quà có thuốc lá, rau cạo râu, cà mên, túi băng, bột yến mạch, mì ống, gạo và đồ lót. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để bình luận. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang phải trải qua những giờ khắc thử thách khó khăn. Và cũng xin thêm lời cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã phải thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.